Xưởng dịch vụ Subaru Giải Phóng chính thức thông báo mở cửa trở lại. Bên cạnh việc sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu sửa chữa của quý khách hàng với dịch vụ nhanh nhất và chất lượng tốt nhất theo chuẩn Subaru toàn cầu, Xưởng dịch vụ Subaru Giải Phóng cam kết 100% cán bộ công nhân viên xưởng dịch vụ đã được tiêm vaccine mũi 2. Toàn bộ xưởng dịch vụ thường xuyên được dọn dẹp phun khử khuẩn. Quy trình đón tiếp khách hàng đảm bảo 5K. Xin chào quý khách hàng, tôi là Đông, cố vấn dịch vụ của đại lý Subaru Giải Phóng. Việc chiếc xe để lâu trong gara không sử dụng dẫn đến một số vấn đề như là khó nổ máy hoặc chất bình ắc quy khiến chủ xe loay hoay không biết xử lý thế nào. Ngày hôm nay Đông xin hướng dẫn quý khách hàng cách xử lý xe không nổ máy được và câu bình ắc quy. Ô tô để lâu ngày bình sẽ có hiện tượng tự tiêu điện. Thông thường bình ắc quy có tuổi thọ là 100.000 km hoặc 4-5 năm vận hành. Tuy nhiên ở điều kiện sử dụng thực tế, bình ắc quy chỉ sử dụng được 2-3 năm do điều kiện thời tiết, cách sử dụng và cách bảo quản. Câu bình ắc quy thường được các chủ xe sử dụng khi không có bộ kích điện lưu động. Khi xe hết điện, khách hàng có thể nhờ chiếc xe gần đó câu hộ với điều kiện xe khác có bình ắc quy bằng hoặc lớn hơn xe hết điện. Trên đây là các bước cơ bản giúp khách hàng có thể tự câu bình ắc quy tại nhà. Để đảm bảo an toàn, sau khi khởi động, quý khách hàng nên mang xe vào xưởng dịch vụ Subaru gần nhất để được kiểm tra một cách toàn diện. Nếu có vấn đề bất thường, quý khách hàng xin liên hệ với số hotline 0834886644 của đại lý Subaru Giải Phóng để được đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và tận tình có thể tư vấn và hỗ trợ bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.